Hello, tôi mới Marcelo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay sẽ mình sẽ khởi đầu với game Scary Teacher 3D. Một tựa đề game là nhập vai, chúng ta sẽ vào một cậu bé chuyến đi quấy phá cô giáo. Ok, đến cậu. Sẽ đến chapter 1 nào. Chúng ta đến whenever Farm game, ok. Chúng ta sẽ phải cô giáo đang bật máy sửa để sửa ấm thì mình sẽ bật tắt máy sửa phá hỏng máy sửa này cái nò sửa này thì tiền mình sẽ đi về lấy can dầu chúng ta sẽ lấy can xăng này. Ra ngoài luôn rồi, nhưng mà không phải thằng tôi. Okay. Có phải cô giáo lên tầng 2 không? Đây các bạn, ta đang hiểu đây. Tiếp theo mình sẽ tắt bếp này, là cái lò sưởi. Why did the fire suddenly stop burning? Okay. Xin nhảy qua đây nhé. Vậy nhiệm vụ chúng ta hoàn thành rồi. Chúng ta có được kết quả nào? Oh my god, nó bị lộ. Đấy,
qua đây bờ này. Tiếp theo mình chuyển sang game máy Hero Layboy phần 2, phần hit and seek. Là chúng ta sẽ vào vai cô em gái của chính là con ông hàng xóm. Chúng ta sẽ chơi để bắt với anh trai. Ok, dạ, chúng ta bắt đầu. Anh có tìm thấy chúng ta không? Đồ. Đồ, chúng ta đã hù anh tìm sao? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ ra ngoài. Đấy, cái cục đầu tiên mình sẽ đủ bác thùng này. Ok, chúng ta tìm thấy ra rồi. Sang bên đối diện này nhé. Ok, leo lên trên nào gọi đó. Rồi, mình sẽ nhảy sang đây nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhảy sang trên bên kia. Rồi, di chuyển lên trên nào. Ok, chúng ta đã lên tới đỉnh rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy đà để nhảy sang bên trên, sang bên cái ghế dài này. Ok, chúng ta lấy được một con đá để bịt cái lỗ khi gió cơ. Thank you.
quên cái chuyện nào. Đâu? Phải đi tìm bữa bé bé đâu. Có anh trai đâu. Chúng ta kiếm được. Mình chạy trốn đi. Con trai chúng ta đang kia rồi. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ok, có anh đã chạy đi rồi. Cắt hai con thú thì từ 4 thứ 5 đi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nhảy lên trên đây, cái này. Ok, chúng ta lấy đôi lần sử dụng nữa. Thú bị rơi xuống dưới rồi, không biết là rơi ở đâu. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nhảy lên trên đây nhá. Ok. Thank you.
sẽ nhận lên trên đây nào. Rồi, mình sẽ lấy quả trứng này và chúng ta sẽ chạy sang kia luôn. Ok, ta tiếp theo ném quả trứng đi. Chim đồng bài bên đây này trúng cậu. Chúng ta đang có được 8 con thú rồi. Mong này sẽ bắn trúng nào. Trúng không đấy. Nào. Khá nhiều đạn mà vẫn không được. Đấy, được không nào? Ồ, còn sai làm gì nữa? Đấy, mất khá nhiều thời gian ở con chim mà tầng đợi. Tôi cũng đã bắt được rồi. Mất khá nhiều thời gian này. Ok, lại mình sẽ để xuống đây để lấy chú chim nào. Ok, ta lấy chú chim rồi. Không biết cậu anh trai đang đi đâu rồi.
làm con thôi. Ok, chỉ là bay đây được rồi. Ok, chín rồi. Một pha bao giờ mất mấy cấp phú, rất là buồn. Xuống theo tường nha. Ok. Ai, nhảy sai quá. Tốn khá nhiều thời gian.
biết chúng ta bị xấu cũ đâu rồi. Nào là có anh dấu ba thu rồi con này video một con và tìm xung quanh không thấy có thú nào mà. Ok, chúng ta sẽ nhờ giúp đỡ của quả quả này nhé. Ok, chúng ta đã đưa ra ngoài. Chúng ta chỉ có 12 con, không biết là mấy con còn lại thì đã bị cất ở đâu.
giấu trên đỉnh núi. Chúng ta bắt được 3 con thú không? 4 con. 2. Ok, di chuyển lên trên nào. Có thể là tất cả con thú con này đã bị giấu ở chỗ các chủ cũ rồi. Chuyển sang game hổ theo thì ra game horror. Game này chúng ta sẽ xây dựng các nhà nghỉ và qua các cửa. Ok, chúng ta đang xây dựng đến nhé phòng gì thôi. Ok, cần sơn màu thôi. Ok, di chuyển nào. Tại điểm này bằng 68, 69. Cũng chính là phòng 69 thôi. Okay.
cái cỡ luôn. Click. Rồi tiếp theo chuyển sang game Marker Down. Chiêu của con của người làm sơn kìa. Oh my god. Ta cùng lại leo bên này nào. Ok, chúng ta về đi rồi. Tiếp theo chuyện game Tem Lan 2. Ok, chúng ta là một cửa tuyết. Ngọn núi tuyết. Bị truy đuổi của một con quái vật. Đây cái cây ăn thịt người, chúng ta phải cẩn thận. Quá nào, ok. Đầu. Ok, 7500m rồi. Đâu, ok. Tiếp theo chúng ta đi với game Volume Mega. Ok, chúng ta đang level 93. Ok. Tiếp theo chuyển sang game Banana Brown. Mình sẽ mở hai cuốn sách này nhé. Chúng ta xem được phần thưởng gì nào. Hỏi thứ hai. Ok, chúng ta bắt đầu đấu rồi. Chúng ta đã có 1381 cúp. Và mình gặp anh Nhật Lan. Chọn con tướng cầm búa khổng lồ. Ok,
Ok. Máu chúng ta cũng gần ngang nhau. Hai bên. Câu nào chúng ta bị đích sau tên kia rồi, khá là đau. Ok, tiếp theo mình chuyển sang game cắt rổ rốt, cũng là tựa đề game cuối sáng ngày hôm nay. Thank you.
Ok. Vậy là video hôm nay đây kết thúc rồi. Chào tất cả mọi anh em ở video sau. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm theo dõi. Chào các bạn.